Nguyễn Thị Thu Ngọc, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Tiên Yên. Ngày hôm nay đến với hội thi vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông. Tôi xin được đại diện cho tổ 4 thuyết trình về bức tranh mà chúng tôi đem tới hội thi. Bức tranh mang tên An toàn giao thông là không tai nạn. Vâng, nhưng trước khi đến với bài thuyết trình, tôi xin phép được đưa ra một con số và mọi người hãy cùng đoán xem con số này thể hiện cho vấn đề gì nhé. Vâng. Xin mời mọi người hãy cùng đoán xem con số này thể hiện cho vấn đề gì ạ? Vâng, xin mời bạn Thảo. Số liệu này cho nên mình nghiên cứu vào một cá mà tên nhắc như là đá chai rượu.